Nhưng mà mình đóng cửa lúc mình đánh vợ, đóng cửa hay mở cửa? Vợ có chạy được không? Tay đôi luôn mà Ui trời, còn đánh tay đôi. nó biết võ mà. Vợ võ hả? Vợ học ở đâu? Tây Sơn hay là Bình Định hay là gì? Hay là Quyền Thề? Không phải của người thầy, Không phải Quyền Thề là võ gì? nói chung là Hay là Thiếu Lâm Tự? Hay là Taekwondo? Hay là Karate? chắc karate Chắc Karate. Thế lúc nào mà kêu vợ tôi tìm được vậy. để bảo vợ đấu mấy đường cơ bản này. Đây học đây có 6 năm thôi, không được nhiều. Vợ anh học lâu chưa? Nó học nhỏ Học từ nhỏ, chắc là vợ anh nó quật anh như ngoé gì nữa. xỉn lên man được thôi, Hả? xỉn lên man được thôi. Xỉn men được à? Lúc lúc tỉnh đâu có ăn được đâu. Với ông nào có bỏ Mình có võ không? Mình Quyền Thề đúng không? Vợ Karate mình Quyền Thề đúng không? thì quyền lén học của ông già À, vậy là ông già anh nhà ngày xưa là cũng Quyền Thề hả? bên bộ đội đặc công Ấy nhà. Nhưng mà có phải là Quyền thông Thề tin là Quyền Thề võ, Quyền Thề là trước khi mình đánh nhau là mình phải thắp nhang đúng không? Mình thề đúng không? thầy học. Ủa thật hả? Ừ. Nhưng mà mình thề như vậy là mình đang thề là mình chưa kịp thề xong là người ta nhảy vào người ta bập thì mình chạy được không? Là mình thua cuộc à? Ôi Không phải, giời nhưng ơi. có địa vào mới đánh được. Ôi giời. À võ phải có rượu à? Wow. À võ say. Võ say. Võ say. Cả Bình Dương xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày gần đây thì anh em hiệp sĩ Bình Dương phải nói là ghi nhận rất nhiều các thông tin, đặc biệt là các anh trai về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Rất nhiều các chị gái trong thời gian gần đây nhất thì không hiểu lý do nào đó mà cứ bỏ chồng ra đi, nó là không hợp. Anh em cũng đã tìm và cũng mới đưa về đây để cùng mục đích chính để giải hòa, để gọi là vợ chồng, để có cục trò chuyện với nhau và tiếp tục để quay trở về để nuôi dạy các con. Nhưng mà rất tiếc là rất nhiều chị gái hiện nay đã bỏ chồng ngay tại đây. Đây tiếp tục một cái câu chuyện tiếp theo, một anh trai hiện nay đang ở một tỉnh rất xa về đây để nhờ anh em ở Bình Dương ghi hình để đăng tin để tìm vợ. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào anh trai nhé. Dạ. Anh cho em biết là anh họ tên đầy đủ là gì? Vũ Văn Hợp ạ. Anh Hợp à? Dạ. Anh Hợp năm nay là nhiêu tuổi rồi? Em 84 40. À, 84 40 hả? Anh Hợp nguyên quán ở đâu? Em Hà Nam. Hà Nam hả? Dạ. Hà Nam là ngoài Bắc hả? Dạ. Ồ, xa rồi. Rồi anh Hợp cho em biết là hôm nay là anh về đây nhờ anh em ở Chip Dương ghi hình đăng tin tìm ai? Tìm vợ với con ạ. Anh nói chuyện lớn tiếng được không? Tìm vợ với con ạ. Tìm vợ với con hả? Dạ. Anh cho hỏi là vợ anh họ tên là gì? Nguyễn Ngân Lam Giang ạ. Nguyễn Ngân Lam Giang. Dạ. Ồ, vợ anh sinh năm mấy? Sinh năm 1986 ạ. 84, 86. Ồ, tuổi Tý và tuổi Dần. Dạ. Ôi giời. Vợ anh nguyên quán ở đâu? Thủ Đức. Quê quán Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ. Hai vợ chồng mình là cưới nhau lâu chưa anh? Được 12 năm. Ồ, mình được mấy người con rồi mà đây đây thấy ba người đây. Ba đứa. Ba bé hả? Dạ. Hai gái một trai hả? Dạ. Con anh lớn nhất thì nhiêu tuổi mà nhỏ nhất nhiêu tuổi rồi? 12, 11. 12, 11 và mấy nữa? À đâu 12 mi 12 mi 10. Còn bé nữa? Bé đứa sinh đôi. À, Hai đứa con gái hai sinh bé đôi. gái là sinh đôi hả? Dạ. Ồ, hai bé một bé trai đầu. Dạ. Hai bé gái sinh đôi. Ồ, anh và vợ là hiện nay trước cái thời điểm mà vợ bỏ nhà đi với các con đúng không? Dạ. Là anh và vợ làm công việc gì? Công nhân. Công nhân ở đâu anh? Ở Bình Dương. Ồ, thu nhập mình ổn không? Tôi cũng lai dài. Lai dai, lai dai là lai dai là nhậu từ sáng tới hả? Gọi là lai dai đó. Phải không? Thu nhập thì nó cũng bình thường. Bình thường là 20 không? 20 củ khoai không? Không có. 18 củ khoai không? Thế bao nhiêu? Thì khoảng chục. Hai vợ chồng được có chục bạc. Ít chạy sao nuôi con? Mình Trọ. mình có nhà không hay ở trọ? Trọ. Ui giời ơi, hai vợ chồng có ba người con này có chục làm sao mà nuôi con? Là nhưng mà sao lại lương ít vậy? Sao mình không tìm chỗ nào việc ít mà công việc ít mà tiền nhiều? Sao mình không tìm chỗ nào việc cho nó thoải mái mà tiền nhiều hơn tí nữa nuôi con chứ? Dạ. Mình công nhân gì mà lương thấp vậy anh? Em trước thì em đi làm cho công ty cơ khí Đại Hoàng. Thế mình mới chuyển làm công ty hả? Trước làm. Ra là nghỉ luôn hả? Dạ, nghỉ từ từ tháng 4. Mới nghỉ đúng không? Nghỉ được năm. Nghỉ được 1 năm à? Tháng 4 năm ngoái á. Dạ. Ồ, chứ không phải tháng 4 mới đây. Mới đây thì là nghỉ 1 năm đó. Tới đây là 1 năm. Là hôm nay là 1 năm rồi. Dạ. Thế 1 năm là mình sống bằng cái gì? Mình vẫn có nguồn tích trữ hả? Cũng không. Tại Sống bằng cái gì? ở nhà đưa đón con thì vợ nó đi làm Ôi công nhân. trời ơi, ông ơi là ông.
Cho mà bây giờ mà ba đứa con mà đang tuổi học thì nay một mình vợ làm 5 triệu mà nuôi cả mình nuôi cả vợ thì đứa con thì thằng làm sao mà sống nhà trọ nữa. 5 triệu nhà trọ tháng triệu mấy? Tháng triệu 2 triệu điện nước triệu là 2 triệu. Ôi giời, ôi cha mẹ ơi, có 5 triệu mà điện nước 2 triệu còn 3 này 4 này 5 miệng ăn. Dạ. Tiền học các bé còn học không hay nghỉ rồi anh? Còn đứa đang học. Thế còn hai bé nghỉ rồi? Hai bé nó bắt đi rồi. Không, là trước đây nè, trước đây nè. Trước thì vẫn học. Vậy là mới nghỉ đúng không? Vâng. Nó bắt đi sau Tết. Không đi. em chưa hỏi bắt. Em đang hỏi là trước cái thời điểm đấy đó. Vẫn còn học bình thường. Sao mình không đi làm việc để phụ vợ anh? Em ở nhà em đưa đón ba đứa học hành. Xong cho vợ ở nhà mình đi kiếm việc tiền nhiều. Em nói là ở nhà anh không chịu. Nó đòi đi làm. Vợ anh làm tháng được nhiều không? 5-6 triệu. 5-6 triệu là sao mà sống được đất thành phố anh ơi. 5-6 triệu là không bằng đủ tiền một người ta uống cà phê đâu anh ơi. Tính trung bình những ngày triệu mấy à, trăm mấy à, không đủ tiền người ta uống cà phê mới ăn sáng mới để đồ xăng. Mà nhà anh sống cả gia đình này là làm sao mà ổn được. Em rảnh em đi làm ngoại, làm không công tình ngoại. Ôi giời ơi, vợ có than phiền à, khi nào không có tiền bạc gì không? Dạ có chứ ạ. Thế mà sao mình không tìm cách nào cố gắng đi gửi con đi anh, thuê Grab nó chở. Thuê Grab chở con đi học, mình đâu phải chở không? Thuê, dạ. Thuê tiền rẻ mà, Grab thuê là ngày có mấy chục ngàn vừa đi vừa về. Dạ, nhưng mà cho nó ăn uống chưa, đứa học sáng, đứa mình, học mình trưa. Mình chuyện to lên được không? Em dạ. em bị điếc cho nên không có nghe được. Thì đứa nó học sáng, đứa nó học trưa thì em ở nhà, giờ em rảnh em đi buôn bán thì em làm thêm. Này làm sao mà đủ sống được này nè. Hai vợ chồng anh có hay cãi nhau không? Hay. Ui giời, lại cãi nhau nữa. Một tuần cãi nhau mấy lần? Tuần đúng. 5 bữa không? Dạ. Chắc 6 bữa quá. Hay là 7 bữa rồi? Biết không nè. Có đâu. Thế mấy bữa? Lâu cũng cãi nhau. Lâu là tháng mấy lần? Dạ. Mấy lần anh? Mình cứ nói thật đi, vợ biết hết. Các con cũng biết luôn. Dạ. Con anh hơn 10 tuổi là biết hết à. Vậy là mình một tháng là mình cãi nhau với vợ mấy lần? 3-4 lần. Ôi giời ơi. Tôi 20 năm mà tôi cũng cãi nhau mà nó còn đi mất tiêu nên là ông một tháng cãi nhau 3 lần thế này thì làm sao mà ai mà chịu nổi. Ôi giời ơi, khổ quá ông ơi. Cầm hình vợ cao lên. Thập quá không nhìn thấy đường. Rồi, đẹp trai rồi. Thế là vợ có bà khóc không? Có nhỉ. Ôi giời ơi, vợ khóc luôn hả? Vợ khóc vợ có đòi bỏ đi bao giờ không? Không. Không. Những lúc vợ khóc như vậy, cãi nhau mà vợ khóc như vậy là anh có buồn không? Có buồn chứ ạ. Buồn lúc bây giờ là mình giải sầu bằng cái gì? Bỏ đi uống rượu. Bỏ đi chỗ khác uống rượu. Anh uống được mấy lít? Bình thường anh uống được mấy lít là say? Hai xị. Hai xị là say ngót cần câu chưa? Là vợ phải chở bằng xe ba gác về chưa? Không. Anh thấy trên Facebook là người ta có một trường hợp là vợ hay nhậu say quá. Nha, à chồng hay nhậu say. Vợ nó buộc dây luôn. Nó cho vào cái ghép ba ga chở đó, từ trước đến sau ấy, đăng là mấy chục triệu view. Đấy. Anh đã bị vợ chở cho lên xe ba gác hay xe cút kít chở chưa? Chưa ạ. Xe rùa chở chưa? Chưa. Chưa. Hay lại thế hả? Thế mình say là có khi nào vợ phải dọn nhà không? Dạ có. Đấy, thấy chưa? Mình đi vui mà cũng mình say ngót cần câu để vợ dọn đi, vậy là mình có buồn không? Say lúc bây giờ xong mà mình có buồn không? Cứ nói thật đi. Nếu muốn vợ quay về. Bây giờ anh có muốn kiếm vợ không? Dạ có. Nếu muốn thực sự trong lòng muốn kiếm vợ, muốn vợ tha lỗi thì mình phải nói thật. Dạ. Ở đây không giấu được. Giấu không nổi đâu. Giấu được một lúc thôi à, không giấu được một ngày đâu. Dạ. Nha. Vậy là anh đã đánh vợ bao giờ chưa? Đã có đánh ạ. Ui giời ơi ông ơi, lại đánh vợ nữa. Mình đánh mấy lần rồi? Tất cả mình đánh mấy lần rồi? Mình nói thật là đánh mấy lần rồi? 4-5 lần. 4-5 lần là đánh bằng cái gì? Bằng hạt tay. Táng vào đâu? Táng vào mũi. Giời, xì không? Có xì không? Xì. Xì luôn. Xì là mình có ôm chở đi không? Chở đi bác sĩ lần nào chưa? Không. Chắc không đấy? Dạ. Mấy ông mà mắt đỏ này là mấy ông nóng tính lắm. Nói thật, mắt đỏ là nóng tính vô cùng luôn.
Những lúc đó là mình có say không? Dạ. Những lúc mình có say không? Cũng có điều. Xong lúc đó mình có ân hận không? Có xin vợ không? Có xin lỗi vợ không? Dạ không có. Xin là xin làm sao anh xin thử nào, tôi nghe xem hợp lý không nào. Nói to lên, coi như vợ bây giờ hai vợ chồng là mới gây lộn xong, tôi là vợ, ông là chồng. Đấy. Nói to lên. Mình cứ phải nói thật. Xin như nào? Hay là quên rồi, hay lúc xin có rượu ấy. Giờ đang xỉn hay gì á? Không. Giờ có tỉnh không? Dạ, bây giờ mình có tỉnh không? Có tỉnh táo. Bây giờ nếu thổi đồng đồ cồn thì tí tôi mượn máy thổi đồng đồ cồn vào đây. Em nghe anh mùi rượu không à? Uống về tối qua. Uống tối qua mà giờ vẫn mùi vậy. Tối qua là uống mấy lít? Rượu hay bia? Đây rượu. Là rượu rồi. Rượu mùi rồi. Mùi mặn này là mùi mặn chín này là rượu rồi. Dạ. Người biết mà. Vì tôi thấy mấy ông nhậu là tôi thật là tôi cũng không có. Nhưng mà tại sao mình bắt buộc phải uống rượu hay sao anh? Mình không uống có chịu được không? Cũng chịu được. Bỏ đi nhá. Dạ. Bỏ rượu được không? Bỏ được. Những khi mà mình ra tay với vợ, vợ khóc như vậy á, các con có buồn không? Dạ có. Hàng xóm có ai can không? Có ai động viên mình, hoặc là có ai tư vấn mình, hoặc có ai trò chuyện mà đừng bao giờ gây chuyện với vợ không? Dạ không có. Chứ như vậy mình không rút kinh nghiệm hay sao anh? Có rút kinh nghiệm được cái gì không? Dạ có. Thực sự trong lòng anh bây giờ anh có mong muốn là vợ và các con quay trở về để tiếp tục cuộc sống như trước không? Dạ có. Mình ăn năn hối cải chưa? Dạ. Thực sự là ăn năn hối cải chưa? Mình thấy mình sai chưa? Đánh vợ như vậy là sai đúng? Dạ, sai ạ. Xã hội bây giờ ấy, kể cả ngày xưa là người ta cam chịu, bây giờ táng một cái một là người ta đi luôn, chửi nghe người ta đi luôn, táng một cái một đi luôn. Mà đặc biệt là nếu anh kiếm được tiền thì đôi khi anh táng cái này nó còn chấp nhận, thôi cố đỡ ăn xôi. Nhưng mình có kiếm ra tiền đâu, mấy chục ngày mình nhậu, nhưng mà như lâu lâu mình táng nó thì nó bê con nó chạy ngay, trốn ngay lập tức, đúng chưa? Đúng. Nếu như anh có con gái sau này cũng vậy thôi, đặc biệt là anh hiện nay đang có hai người con gái, đúng không? Dạ. Sau này con anh mà được hai cái chàng rể mà suốt ngày nó nhậu vào vô ấy, nó táng hay không, nó chửi anh có bức xúc không? Dạ. Về với tao ngay anh cấp, đúng chưa? Dạ. Có nghe không? Đúng. Đấy, con mình không dám táng, để ông khác không táng chưa? Này là khổ rồi. Vợ anh có táng lại anh bao giờ không? Dạ có. Bật lại hả? Bật bằng cái gì? Đồ táng này kiếm được cái gì thì táng đó. Táng khèo đấy đúng không? Khèo, chơi thẳng luôn. Chơi thẳng hả? Chơi thẳng cánh ngoài. Vậy là anh cái sẹo kia là bị vợ táng hay gì? Không, này té. Té là chắc xỉn đúng không? Xỉn quá đi đi bộ té. Xỉn quá đi bộ mà té. Xỉn quá ngắt cần câu. Ngắt cần câu luôn. Về tới phòng là... Ui giời ơi. Chật chân, chúi đầu. Thế vậy mà xịt mà ngoắc cần câu đi bộ còn chúi đầu. Lúc bây giờ là gọi là được không biết trời đâu đất đâu hả? Thấy xịn quá rồi bỏ về. Tôi cần này tuổi thì tôi chưa xịn bao giờ cả. Uống thì uống cũng nhiều đấy, nhưng mà chưa xịn. Bởi vì thấy là mình không chịu được nữa là mình phải tìm đường về. Không quan tâm người khác nói gì hết. Mình phải về, mình phải tìm đường về. Gọi là về với cha với mẹ đấy. Nhưng mà đây say mà say không đi là đi chân đa, chân lâm đá chân chiêu này mà ông quá cần câu phải ông đá khảo cửa. Thiệt rồi anh này nhông viên thôi nhé. Thôi giờ đừng nhậu nữa nhé, được không nhá anh? Dạ. Em khuyên thật. Dạ. Nhậu không có tốt. Dạ. Cái nhất là hư láo, cái thứ hai là vợ con buồn, cái thứ ba là mình công việc mình không có điều chỉnh được. Dạ. Đúng không? Đúng. Hiện nay giao thông người ta bắt rất nhiều, bắt là mấy ông say xỉn này bởi vì không làm chủ tốc độ. Có rượu vô là mình cứ tưởng là mình là anh hùng, nhưng ngoài ra là không có rượu là nháp, nhưng mà có rượu vô là hùng hổ. Dạ. Đúng chưa? Dạ. Uống rượu vô đi không làm chủ là phóng gọi là như bãi trên đường. Dạ. Không làm chủ được là dí vào đít người khác đó, khi đổ đó là mềm người luôn rồi. Dạ. Nó không bắt mới là lạ, đúng không? Dạ. Ôi giời ơi, vậy là vợ đi lâu chưa? Thì ba tháng, bốn tháng. Ôi giời ơi, ông ơi, vợ đi ba bốn tháng mà giờ ông mới kiếm. Thế sao giờ mình kiếm sớm nên mà giờ mới kiếm? Lý do tại sao? Hay là không muốn tìm? Phải đi. Nói to lên ông ơi, tôi bị điếc. Nói to tiếng lên. Thế là sao lại mình không muốn kiếm vợ, kiếm con? Mình có thương không? À, có. Có mà sao không đi kiếm? Lý do? Cũng đi kiếm mà. Kiếm ở đâu? À, nghe đâu ở Bình Dương, Thủ Dầu Một. Mình tìm tận nơi chưa?
thì không thấy. Mình có sang nhà ba mẹ vợ hoặc các anh chị em vợ hỏi chưa? Không, chưa. Tại sao? Vì bà ngoại tít ở Long An. Sang tận nơi luôn? À, bà không biết chuyện này. Thế bây giờ gia đình vợ biết hết chưa? Chắc chưa đâu. Ôi giời ơi. Bây giờ là mấy đứa con đi cùng mẹ? Hai đứa. Hai bé gái hả? Ừ, một trai một gái. Ôi giời, lại lấy một cặp đi hả? Dạ. Tức là bỏ lại cho một đứa. Dạ. Bỏ lại bé thứ hai hay bé giữa hay bé út? À, đầu bỏ lại bé thứ hai. Ôi giời ơi. Thế là trong vòng cái thời gian mấy tháng là anh làm nghề gì? Để sống, để nuôi con? Làm cơ khí, làm đủ việc. Nhiều việc không? Dạ, cũng thất nghiệp. Tư tưởng có thông không? Dạ cũng. Từ hôm vợ đi nhà là vợ có gọi điện về nhà là báo tin là đừng kiếm em không, đừng tìm em không? Có một lần về bắt là điện thoại thôi, giờ không nghe máy luôn. Chặn giờ, hết, chặn. Giờ chặn luôn à? Sợ anh bắt anh giã tiếp đúng không? Vậy là anh cứ ra tay thường xuyên như vậy. Đóng cửa lúc mà muốn là mình tra tấn như vậy là mình đóng cửa hay là mở cửa? Có đâu, em đâu làm dụng cái. Nhưng mà mình đóng cửa lúc mình đánh vợ, đóng cửa hay mở cửa? Vợ có chạy được không? Ừ, tay đôi luôn mà. Úi trời, nó đánh tay đôi. Nó biết võ mà. Vợ võ luôn hả? Vợ học ở đâu? Tây Sơn hay là Bình Định hay là gì? À, hay là Quyền Thề? Không phải Quyền Thề. Không phải Quyền Thề là võ gì? Nói chung là võ. Hay là Thiếu Lâm Tự? Hay là Taekwondo? Hay là Karate? Chắc Karate vậy. Chắc Karate. Thế lúc nào mà kêu vợ tìm được thì bảo vợ đấu mấy đường cơ bản. Đây học được có 6 năm thôi. Không được nhiều. Vợ anh học lâu chưa? Nó học nhỏ. Học từ nhỏ chắc là vợ anh nó quật ra như ngóe gì nữa. Xỉn lên man được thôi. Hả? Xỉn lên man được thôi. Xỉn man được à? lúc tỉnh thì đâu có ăn được đâu. Với ông nào có bỏ à? Mình có bỏ không? Mình Quyền Thề đúng không? Vợ Karate mình Quyền Thề đúng không? Thì Quyền lén học của ông của ông già. À, à vậy ông già anh nhà ngày xưa là cũng Quyền Thề hả? Ừ, bên bộ đội đặc công. Ấy dạ. Nhưng mà có phải là Quyền Thề là... Quyền Thề võ, Quyền Thề là trước khi mình đánh nhau là mình phải thắp nhang đúng không? Ừ. Mình thề đúng không? Thề học. Ủa thật hả? Ừ. Nhưng mà mới thề như vậy là mình đang thề là mình chưa kịp thề xong là người ta nhảy vào người ta bập thì mình chạy được không? là mình thua cuộc à? Ôi giời ơi. Nhưng có rượu vào mới đánh được. Ôi giời. À võ phải có rượu à? À võ say. Võ say. Võ say. Đánh hay lắm. Đánh hết luôn à? Đánh nhưng mà không có. Nhưng bây giờ là anh say này là anh cảm giác anh đã say chưa? Mình múa thử nào. Tỉnh. Múa vài đường. Bây giờ đánh như say. Làm cút rượu đi. Em lấy cút rượu trên nhà có can rượu. Lấy cút rượu đi. Không, hai em thơ. Mình múa thử được không? Nếu mà ông đánh thắng tôi là tôi kiếm vợ ngay lập tức trong ngày. Chịu. Hả? Không, ai làm gì đó được. Múa lại tán cái đốp cái nằm một đống rồi đó múa. Ôi giời ơi. Thế là vợ là Karate hay là Taekwondo? Dạ. Giời ơi. Vợ cũng có võ, chồng cũng có võ. Này thì sao mà chống nổi. Này căng rồi. Nhưng mà sao vợ lại bỏ đi? Tự dưng vợ trốn luôn hả? Không, cái lúc mà nó xảy ra em thất nghiệp một năm á, là lúc thất nghiệp em ở nhà em đưa đón con thì hắn đi làm xong đi hắn thất nghiệp. À. Ông bảo thôi sắp Tết rồi. Ở nhà đi. Để Tết anh buôn bán hàng hóa thì có tiền gì đâu. Không. Mà nó đâu chịu, nó đòi đi làm. Xong rồi theo cái thằng kia. Thằng nào? Thằng bạn. Bạn anh à? Ôi giời ơi. Thằng quê ở đâu? Nhà nó ở ngay ở Tu 12 á. Tây quán Tây Sơn. Quán Tây Sơn luôn à? Tây Sơn Bình Định à? Ừ. Là tỉnh nào? Nó ở Thái Hòa. Ở Thái Hòa Bình Dương hả? Dạ. Bây giờ còn không? Nó dọn đồ dọn đạc trốn luôn à? Đi từ trước Tết. Ui giời, cả thằng đấy cũng trốn luôn à? Vợ cũng đi luôn. Thằng bắt đó là ba đứa gì qua Tết đó. Ờ. Nó bắt ba đứa đi. Ba đứa con luôn. Ừ. Mình mới bắt lại một đứa hả? Bắt lại được một đứa. Xong bắt lại hết mà bắt được một đứa. Thì trên ấy mà bắt lại được một đứa à? Không kịp hả? Không dặn nó. Không dặn được luôn hả? Vậy là ông tướng kia có đẹp trai không? Không. Ông tướng là có say rượu bao giờ không? Hắn thì say bình thường. Cũng say bình thường. Vợ lại tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa rồi. Ôi giời, nhưng vợ nhìn xinh gái mà. Vợ anh chụp cái gì là mà chỗ này là tối tối này. Nhưng mà vợ anh bên ngoài dễ thương không? Dạ.
Bên ngoài đẹp không? Thật đấy, ngoài đẹp không? Dạ đẹp. Đẹp. Xinh gái đúng không? Cười duyên, nhỏ nhắn. Vợ nói chuyện này nó nói to tiếng hay nó nhỏ tiếng? Chuyện là to tiếng. To tiếng hả? Còn mình là mỗi một lần cãi nhau với vợ là mình nói to hay nói nhỏ? Nói to chị. Ui giời, nói nhỏ thôi, nói to hàng xóm biết. Thế là 3-4 tháng này luôn hả? Thế là các con giờ không được học luôn hả? Một đứa giờ đang bắt lại cho vẫn học bình. Thế còn hai bé kia là không học luôn? Không học. Đi đó là nó cho ở cái phòng trọ đâu từ giờ một này. Ở chỗ nào biết không? 78 phòng, cái bà đó nhà bà 7. Bà 7? Đó. Bà tên 7 là nhà 78 phòng trọ? 78 phòng trọ. Ở Thủ Dầu Một? Vâng. Ở khúc nào? Phường nào? Thì em chỉ nghe như vậy thôi chứ em... Chính xác cho anh em đi tìm. Em, dạ. Bây giờ anh em sẽ tìm nhà bà nào là bà có 78 phòng trọ. Đúng rồi. Bà tên 7 đúng không? Đúng rồi. Rồi, tìm cái này không khó. Vậy là vợ anh đang sống với người đàn ông kia trong đó đúng không? Dạ. Chính xác không? Anh nói đúng không? Chính xác. Vậy là anh biết được cái thông tin này lâu chưa? Mới đây. Bao nhiêu ngày rồi? Em bắt đứa kia về nó khai ra. Nhưng mà mình có bà nào không? Không, em chắc không. Hoàng. Em nghĩ như này, ok em. Chắc là bà vợ này không chịu được. Ừ. Mới dẫn con đi chứ, nếu mà theo trai ai dẫn con đi. Cái hoàn cảnh nhá, là khi mà một người phụ nữ như vậy á thì là có người đàn ông khác góp mặt vào tai. Đúng rồi. Bác hiểu không? Bây giờ này, anh ra ngoài cái làng sàng kia, anh ra vô tình gặp một cô nào ngáo ngơ là chắc chắn là mình sẽ bắt chuyện. Sao em buồn thế em? Nhưng em đang có chuyện gì vậy? Là cái thằng bạn của mình mới quen luôn. Ui giời ơi, anh gặp thằng bạn này nó ở đâu mà tự nhiên gặp nhau? Ở Tây Sơn. Tây Sơn à? Nhưng mà lúc đang nhậu gặp nhau à? Thì qua đó ăn nhậu. Ôi giời, nó nhậu mấy anh mấy lần rồi? Nhiều. Thằng bạn tên gì? Tên Tí Chuột. Ui giời ơi, ông Tí con ông Chuột nữa này hỏng rồi. Tí Chuột. Ôi giời. ông Tí Chuột mà ông biết lừa đúng không? Ông Tí Chuột này bao nhiêu tuổi? 82, 42. 82 là anh bao nhiêu? 84 à? 84. Ồ, vậy là vẫn nhiều tuổi hơn vợ anh mà. Nhưng mà anh nhìn thấy cao trắng trẻo không? Dạ. Nước da trắng không? Ai chưa? Nước da ông Tí Chuột là trắng không? Trắng. Trắng. Nhưng mình là nước da cũng trắng mà, mình là ngăm đúng không? Trắng. Trắng. Trắng nhưng bây giờ phơi nắng. Da vàng. Trắng nhưng mà bây giờ mình phơi nắng mà ngăm. Đúng rồi, em đi công trình. Ông Tí Chuột, ông Tí Chuột nắng rồi đang ngăm chứ. Nhưng ông Tí Chuột này là ông có tao cao to không? Đẹp trai không? Cao to. Khoảng bao nhiêu ký? Nó khoảng nhiêu ký? Mình nói thật là nhiêu ký? 60 hay 80 hay 50? Cỡ 6 mấy. 6 mấy thì cũng được. Thế ông Tí Chuột này có võ không? Có luôn. Ui giời, thế này gặp anh không ăn nổi rồi. Ông Tí Chuột này đâu 65 ký mà anh được 5 mấy ký. Mà võ anh là võ say, mà võ ông kia là võ tỉnh. Võ anh phải dùng bằng say đúng không? Người ta chân tình như vậy. Hả? Nhưng mà có nghĩa là võ của anh là phải buộc làm ngủ rượu. Còn ông tướng thì là ông bất kể lúc nào là ông có thể xử lý ngay, bởi vì ông ra đòn liên tục luôn. Đúng không? Kể cả ngày đêm là anh không chống nổi đâu, mà ông thì to con hơn, mà ông tỉnh hơn, là ông minh mẫn hơn, là ông ra đòn là chắc hơn. Nói xa quá. Hả? Này, nói xa quá. Nhưng mà lúc trước là ông Tí Chuột này ông nhậu với mình là lúc ấy ông vợ có biết không? Biết mà. Ờ. Có phải là vợ anh làm mồi nhậu cho hai người không? Làm bình thường. Ôi, làm bình thường không hả? Những cái trường hợp ấy mà vợ làm mồi nhậu cho mình, cho chồng ấy và cho bạn của chồng. Sau đó những ông Tí Chuột này nói, ví dụ ông Tí Chuột này ông nhậu được 2 xị, anh chỉ nhậu được 1 xị thôi. Ông Tí Chuột này ông sẽ lừa cho anh nhậu say. Anh ngoắc cần câu ở đêm anh nằm anh đái quần luôn, em nói thật đấy. Là ông ấy thịt vợ mình luôn. Hai bên tình ý là mà nháy nhau mà gật nhau gật đầu là thịt vợ mình. Mai là đường ai người ấy về là không ai biết đây là chuyện gì nha. Những cái câu chuyện nó xảy ra nhiều rồi. Dạ. Mà sao mình vẫn không cảnh giác? Hay là mình thích nhậu? Em đâu ngờ đâu. Không ngờ đúng không? Bây giờ biết hả? Bây giờ biết là có ân hận không? Hối hận không? Bây giờ anh có mong muốn vợ về, anh nói thẳng lên nào. Dạ. Một là một, hai là hai, nó lớn tiếng lên. Em mong muốn vợ mới vợ con về. Bây giờ anh nói to lên, xin lỗi vợ, xin lỗi các con. Ba hoặc cả chồng trước đây có sai với em, ra tay với em, mà có nhậu nhẹt. Từ nay chồng hứa là chồng sẽ sửa đổi, mà chồng sẽ không nhậu nữa, chồng sẽ uống nước lọc, xin thề. Nói to lên. Dạ. Ba có lỗi với vợ, với con. Ba xin lỗi vợ và con. Mong muốn em quay về, mấy đứa con quay về, lo cho cuộc sống mấy đứa nhỏ.
Anh hứa, anh xin thề anh không ra đòn với em và các con nữa, mà anh sẽ chịu khó một người đàn ông tốt để đi kiếm tiền nuôi các, nuôi vợ và các con. Nói to lên. Anh hứa anh sẽ không ra đòn với vợ và con. Chắc ăn không? Anh sẽ cố gắng đi làm việc kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con. Chắc chắn nhé. Dạ. Hứa là phải chắc chắn. Dạ. Chứ không phải là thề mà cá chê mà chui ống đâu. Hứa là phải nói là phải hứa là phải chuẩn. Dạ. Anh em nên phải nghe những lời nó phải chính xác. Dạ. Chứ nay mình hứa mà mai mà vợ mà ôm con về là mình này đâu vào đấy là không ai cứu vãn được đâu. Dạ. Bây giờ anh thấy là có buồn không? Dạ buồn. Mấy tháng vừa rồi buồn không? Buồn. Không có vợ không con buồn chưa? Dạ buồn. Chẳng biết nói chuyện với ai đúng không? Dạ. Trước đây là đôi khi là có người nấu cơm cho mình ăn đúng không? Dạ. Tối có người nói chuyện, các con này vui vẻ đúng không? Bây giờ phút này là các con này bỏ học luôn này. Mấy tháng rồi, lại nguy cơ, lại mù chữ luôn này. Dạ. Đúng chưa? Thì theo con đường lớn là chúng thua. Đấy, thua chưa? Anh gốc ngoài Bắc, anh sống trong này lâu chưa? 24 năm. Ôi giời, 24 năm giờ người ta giàu lắm đấy ông ơi. 24 năm mà giờ này ông vẫn còn thế này thì... Mình có đá gà không? Không. Đá vịt không? Không. Mình đánh bài không? Có. Đánh mạnh không? Đánh bài gì? Đánh ít ít này. Đánh bài gì? Bài đánh liêng hay chặt phở héo hay là phỏm? Liêng, xưa cũng có chơi liêng. Liêng là đánh tẩy bao nhiêu lớn nhất? Tẩy 10.000. Tẩy 10.000? 20. Tẩy 10.000, 20. Thả cỡ là bao nhiêu? Tố hết hết ga là bao nhiêu? Tố hết ga là triệu. Triệu. Tố hết ga 1 triệu. Thế đêm thua nhiều nhất là bao nhiêu? À, một lần thua nhiều nhất là... Đêm đấy, một ngày đấy. Đêm bữa đánh là thua 9 triệu. 9 triệu là nhiều nhất. 9 triệu là anh kiếm được mấy tháng? À, tháng đi làm công trình thì tháng 12 triệu. 12 triệu, vậy là còn là 3 triệu đổ xăng. 9 triệu đánh bài. Thế là ba đứa con là gọi là chị ăn rau. Ba đứa con ăn rau và uống nước sôi. Dạ. Nhà trọ thì người ta cho thiếu. Dạ. Tiền điện thì khất tăng sau. Thế mình thấy vậy là có được không? Dạ. Nói thật, nhiều khi ngồi nghĩ lại mình thấy thế được không? Đúng không? Được không? Không được. Mình người đàn ông như thế là có tài hay là không có tài? Người đàn ông ấy, người ta kiếm được tiền ấy, đành rồi dành dụm lại, có công có việc gì lo cho vợ con, đúng không? Xây nhà, mua đất, mua xe, dựng vợ gả chồng. Dạ. Mua vàng, như bây giờ vàng đang lên này, 8-90 này. Dạ. Đúng chưa? Đúng. Bây giờ vợ đi, vợ ơi đừng có đi. Chẳng qua thời gian trước anh tiết kiệm nhưng mà vàng anh để từng sâu vào đây này, đưa cho vợ xem, một cái một vợ về ngay lập tức. Nhưng bây giờ làm gì có, bây giờ chắc có cây hai thôi. Dạ. Cây hai đúng không? Dạ. Bây giờ có cây hai phải không? Dạ. Ôi trời ơi, ông là chắc là đang ngất ngây cả tay rồi. Cây hai là còn cái người chứ không có được. Quá. Đến trên người thôi gì. Bây giờ chắc chắn là mình hứa mà mình thề với vợ là mình sẽ không ra tay với vợ. Dạ. Và là người đàn ông tốt đi kiếm tiền đúng không? Dạ. Chắc chắn không? Chắc chắn. Nói to lên, một lần nữa. Là chắc chắn là hứa vợ là không. Anh xin thề, anh hứa với vợ với con là không ra tay đánh đập vợ con. Và anh sẽ làm việc để kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Chắc chắn nha. Dạ. Uy tín nha. Dạ. Rồi, uy tín. Đó, nhưng mà đừng uống nhậu nữa. Vâng, giảm rất nhiều. Không phải là giảm mà bỏ luôn. Có tiệc thì cũng phải... Không, tiệc ông uống nước suối cho tôi, ông đừng uống nước ngọt. Ông cứ uống nước suối thôi, tôi đi nhậu uống nước ngọt nước suối mà. Ai nhậu thì nhậu, mình cứ làm chai nước suối chắc ăn. Mình ăn được nhiều, về là mập lên ký, mai có sức khỏe. Uống vô cái là mai không làm được ăn được, về là cho ăn trẻ. Không, em mới làm được. Thôi, không, cứ uống nước suối cho tôi, cho chắc ăn. Không bỏ được đâu. Ông này mà bỏ được em cùi, em hứa luôn ông này, không bao giờ bỏ nhậu. Bỏ được, tu chí là bỏ được. Bỏ vô miệng á. Bỏ được. Hay là mình phải thay ấy đi. Tôi nghi lắm ông thề này. Nghi lắm. Giờ em nướng ít khô chỉ vàng anh em mình lại dai được không? Đang có việc. Ôi cái này. Cái giấy. Nóng. Nhanh tập. Rồi hôm nay anh về đây nhờ anh em mình ship bình dương ghi hình. Dạ. Để đăng tin tìm vợ và đặc biệt tìm con. Dạ. Anh có đồng ý cho các anh em chia sẻ tất cả thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội để tìm vợ và các con không? Dạ em đồng ý. Đồng ý nhỉ? Dạ. Anh có thể nhắc lại là vợ anh họ tên đầy đủ gì, sinh năm mấy, nguyên quán ở đâu? Vợ em là Nguyễn Ngân Lam Giang, sinh năm 1986, thành phố Hồ Chí Minh. Hai con, năm bao nhiêu tuổi? Con này 12 tuổi, 11 tuổi. Tên là gì? Vũ Nguyễn Gia Khang. Vũ Nguyễn Gia Khang. Vâng. Vũ Nguyễn Bội Châu. Vũ Nguyễn Bội Châu, tên kêu như là đài luôn.
thế mà để cho không để các con học đàng hoàng, cứ thế hứa nhá. Dạ. Tất cả thông tin nào mình chia sẻ này hoàn toàn là có đúng sự thật không? Dạ đúng sự thật. Đúng sự thật nha. Dạ. Cam kết là sẽ bỏ gì không? Dạ. Bỏ cắt bớt và dạ. Phải là người đàn ông tốt, dạ. Kiếm tiền, phụ vợ phụ con nhá. Dạ. Ok chưa? Ok. Chứ mình như thế là mình không được. Đàn ông là người phải mạnh mẽ, đàn ông là gọi là sức dài vai rộng, người ta khỏe mà và đứng mũi chịu sào, đúng không? Dạ. Người ta phải để cho vợ con lấy chỗ dựa, dạ. Đúng không? Dựa dạ. Bằng tinh thần, bằng kinh tế. Đúng chưa? Dạ. Mình không kiếm được kinh tế thì mình phải phụ vợ bằng cách khác. Dạ. Chứ không kiếm được kinh tế mình nhậu về nhà vợ đã mệt rồi, mình không phụ gì nằm ngồi ngắc cần câu nhìn chán ngay, bỏ ngay lập tức. Tôi là đàn bà bỏ ngay lập tức. Dạ. Ngay lập tức, không cần phải ra đòn, bỏ luôn. Dạ. Cho con tắt, bỏ ba đứa con luôn, cho con tắt luôn. Dạ, dạ. Được chưa? Dạ. Thế khó không? Nhá. Dạ. Rồi. Dạ kính thưa cô chú anh chị, đây là một cái câu chuyện tiếp theo. Một anh trai hiện nay là nguyên quán là thì ở một tỉnh rất xa nhưng mà đang sinh sống ở tại Bình Dương. Về đây chia sẻ cái câu chuyện là thực sự là anh em nghe cũng rất đau lòng và rất thương. À, rất nhiều anh trai trong thời gian vừa qua đã đánh vợ và ra đòn liên tiếp. Đó, vì lý do là nhậu. Nhưng mà anh trai này đặc biệt là cũng có rất nhiều tật. Hy vọng là em gái này đang ở đâu đó thì nếu có thể thì cho chồng mình một cơ hội để chồng có thể là sửa sai, bởi chồng thì cũng sai nhiều lần rồi. Nhưng mà hy vọng là lần này lần cuối nhá. Dạ. Hy vọng lần cuối ha. Rồi, kính thưa cô chú anh chị bạn này, bây giờ thì cái câu chuyện này cũng rất dài rồi, cho phép công trần xin thay mặt các anh em hiệp sĩ Bình Dương, dạ xin kết thúc cái cuộc trò chuyện ở đây. Dạ xin hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo. Xin kính chào và hẹn gặp lại.